Chào các bác, chào anh chị. Thì xin giới thiệu với các bác, đây là cái dây chè vàng, là một trong những loại thảo dược rất là tốt trong việc giải độc gan, làm mát gan. Đặc biệt với chị em phụ nữ thì sử dụng cái dây chè vàng này thì sẽ giúp cho thanh nhiệt và tăng tiết sữa, rất có lợi đối với chị em phụ nữ sau sinh. Thì trong clip ngày hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người về cái cách sử dụng như là công dụng của cây chè vàng này. Thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về công dụng của cây chè vàng nhé. Thì trong đông y ấy, thì cây chè vàng này nó có tính mát và chủ trị là giúp cho thanh nhiệt, trừ độc và làm cho da dẻ mịn màng. Những chị em phụ nữ mà muốn làm đẹp da này, hay là ngăn ngừa mụn nhọt này, hoặc là chúng ta bị mất ngủ, giúp cho là ăn ngon và ngủ sâu hơn. Thì cái mùi vị của chè vàng này thì nó có vị thơm và hơi đắng một chút thôi, rất là dễ uống. Chị em dùng sắc uống là cảm thấy thích ngay. Thế còn cái công dụng ấy, thì chè vàng này nó có những cái công dụng cụ thể như sau. Là thứ nhất là nó tốt cho phụ nữ sau sinh, bởi vì là tác dụng đặc biệt của chè vàng đối với phụ nữ sau sinh, các sản phụ khi mà dùng chè vàng ấy, thì nó rất là lợi sữa và người chóng khỏe, các cơ bụng này, cơ tử cung này co lên nhanh chóng và ăn ngon miệng. Cái thứ hai nữa là công dụng là giúp cho người mất ngủ, ăn không ngon, người bị chứng nặng bụng hay bị chướng bụng đầy hơi ấy, thì chúng ta có thể sử dụng cái dây chè vàng này để xắc nước uống hàng ngày. Và nhóm đối tượng thứ ba là công dụng của nó giúp cho những người bị cao huyết áp, gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, bệnh nhân bị tiểu đường, ổn định lại cái lượng đường huyết cũng như là ổn định lại huyết áp. Và công dụng thứ tư là cái dây chè vàng này, thì nếu như mà các bác anh chị sử dụng để chữa về các bệnh răng miệng thì chúng ta sử dụng là chè vàng tươi và rửa sạch đi. Sau đó lấy cái lá chúng ta nhai nhai ngậm để chữa cái bệnh về viêm răng rồi là bị hôi miệng. Đấy, thì là nó giúp là điều trị bị hôi miệng, viêm chân răng. Và cái công dụng cuối cùng của chè vàng thì là chữa kinh nguyệt không đều. Thì việc mà sử dụng chè vàng chữa kinh nguyệt không đều này thì là các bác và chị em cần lưu ý là chúng ta phải sử dụng kết hợp với các loại khác nữa, là kết hợp với lại ích mẫu, rồi chè vàng và cây hy thiêm, ngải cứu. Thì mỗi loại là chúng ta lấy là 20 g, còn đối với ngải cứu thì các bác anh chị lấy 10 g. Và thái lát phơi khô, sau đó thì chúng ta sắc với lại 400 ml nước để uống 2 lần trong ngày. Đấy là cái công dụng của chè vàng. Thế còn đây, sau đây thì em sẽ hướng dẫn các bác và anh chị về cách sử dụng cái chè vàng này. Thì thực ra là nó cũng có hai cách sử dụng căn bản. Thứ nhất là chúng ta sử dụng nấu nước uống, và cái thứ hai là hãm nước sôi. Thì các bác lấy cái định lượng thì nói chung là nó ước lượng thôi, thì từ 50 g sử dụng trên một ngày thì đun với lại 2 lít nước. Và còn đối với cách hãm thì mọi người lưu ý là bỏ chè vàng vào ấm và chúng ta hãm với nước sôi, cứ đậy nắp lại để uống. Thì cái này nó cũng không khác gì là pha như kiểu hãm nước chè. Thế thì đấy là những cái cách sử dụng và công dụng. Còn lưu ý khi mà chúng ta sử dụng cái cây chè vàng này thì các bác và anh chị cần lưu ý là bình dùng ấy, thì chúng ta nên pha chế sử dụng cái bình là ấm sành và có khả năng giữ nhiệt tốt. Và những người bị huyết áp thấp thì không nên sử dụng chè vàng, hoặc nếu có dùng thì chúng ta cần phải cho từ 2 đến 3 miếng gừng thái mỏng để tránh bị tụt huyết áp.
Và đối với lại trẻ em ấy, ở dưới 5 tuổi là chúng ta cũng không nên sử dụng. Đấy là cái những lưu ý mà khi sử dụng chè vàng, đặc biệt là chúng ta kiêng ăn những cái đồ cay hoặc là rau muống cũng như là các chất kích thích khi mà sử dụng thuốc nam. Đấy, trên đây là cái clip ngắn gọn và chia sẻ về công dụng cũng như cách sử dụng. Thì nếu như mà các bác anh chị có nhu cầu hoặc là cần được tư vấn thêm thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại này. Cảm ơn mọi người đã xem hết phần trình bày của em. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong clip tiếp theo.